là chạy phát được luôn, đúng rồi. Mọi thứ này nó rất là nhẹ nhàng. Ở đây mình sẽ vào phần option nhá. Có vẻ là mọi thứ được setting sẵn rồi các bạn ạ. Đây, resolution các thứ này, đã chủ đạo đến phần control rất là ít, đúng không nào? Các bạn có thể như mình đã nói, game này nó khá giống với cả game trái tim quả cảm, cho nên là nó sẽ thiên hướng xây dựng rất là sâu về cái phần cốt truyện, chứ nó không thiên hướng nhiều về cái phần hành động hay là những cái gì đó. Thì chủ đạo của game này, mình sẽ nhắc lại lần nữa, chủ đạo game này đó là cốt truyện và giải đố, chứ nào? Thì, như các bạn đã thấy ở đây chỉ có khoảng 10 nút thôi. Thì mình nghĩ là với 10 nút này thì cũng chả có gì để mà thay đổi, đúng không nào? Có vài nút thôi, cho nên là cũng rất là dễ nhớ, không cần phải thay đổi gì nhiều đâu. Thì mình sẽ back to option nhá, sẽ để yên mọi thứ. Rồi, bây giờ mình sẽ quay lại game phần Memory of Us. Ở đây thì đơn giản thôi, bây giờ chúng ta chỉ cần vào phần Start là có thể bắt đầu được game này thôi. Đúng không nào? Over many years, I've learned that life can be like a... Cái kiểu hình ảnh với kiểu âm nhạc này nó tạo cho chúng ta có thể nói là có một cái gì đó rất là hoài niệm, đúng không ạ? Đặc biệt là cái kiểu dẫn chuyện kiểu này. Đây là hai nhân vật chính của chúng ta nhá, một cô bé và một cô bé. What the heck? Câu chuyện của cái tựa game này xoay quanh là hai nhân vật này, chúng nó sẽ quen biết nhau và sau đó thì nói chung là cùng đi chơi với nhau, cùng phiêu lưu, cùng nói chung là cùng làm mọi thứ. Hành động rất trẻ con thôi, nhưng mà cái hành động của nó thì nói là tạo chúng ta rất nhiều cảm xúc. Đặc biệt là trong cái game này thì cũng giống như Vitaly Hurt đúng không nhỉ? À, nói chung là giải thích quả cảm ấy, thì là tựa game này cũng sẽ bị cái yếu tố đó là chiến tranh tác động. Và như các bạn đã biết ấy, thì chiến tranh tác động vào đương nhiên rồi, nó sẽ khiến cho cốt truyện chúng ta cũng như là hai đứa nhóc chúng ta phải trải qua rất nhiều thử thách để có thể duy trì tình bạn. Anh what the fuck, cái gì vậy? Hai cái đứa ơi. Ô, chỗ này lên được à? Cái này là cái gì đấy? Cái này chủ yếu là đi cảnh ngang đấy các bạn. Đây là đâu ấy? Mà sách à? Lên chỗ này chơi. Này là cái gì vậy? Đường cụt à? Đây là một tiệm sách các bạn ạ. À? Có vẻ là vậy. Có rất nhiều kệ sách ở đây. À, Spike á. À, giữ Spike các bạn ạ. À? À đúng rồi, nãy đầu bên kia có thấy cái đầu thang màu đỏ bây giờ. Đây là để leo lên rồi. Đây đây. Lên nào. Giờ lại có rẽ trái à? Đây là cái gì đấy? À, boring. Boring rồi nè. Đi cái nào? À. Ô, vô tình đi vào. Vô tình đi lang thang lại tìm được quyển sách. À, tìm ông chú hút thuốc à? À vậy có thể là cái ông mà ở ngay dưới nhà ơ. Bãi lúa nhỉ? Vô tình đi đúng cốt truyện. Đây đúng nhỉ? À bên này chứ, quên. Thế này nó có bản đồ không nhỉ? Chứ nó nếu mà chạy nhiều hướng quá như này mới vẫn có khi lạc, trời ơi. Spike, đây ông chú hút thuốc rồi. Dậy nào. Quyển sách này đang có thể hiểu đại khái là TikTok đang hỏi là quyển sách này mô tả thứ gì vậy? She brought me a book she'd found hidden away deep inside my shop, and I opened it to find drawings tucked inside. À, and như vậy đây, đứa nhóc này không phải là hai đứa kia nha các bạn. Memories begin to stir inside me when an old photograph fell out from between the pages. It had been torn in two, and it showed a young girl in ragged old-fashioned clothes. I knew her, didn't I? Was it my old eyes, or did the girl in the picture have the same expression as the girl? Đây, sau đó thì bây giờ ông này sẽ kể chuyện hai đứa nhóc kia cho cái đứa này. Như vậy là câu chuyện của cái tựa game này nó sẽ là có lẽ là một ông lão nào, một người thanh niên nào đó đã chứng kiến câu chuyện của hai đứa nhóc nhân vật chính. Sau đó thì sẽ kể lại cho cái đứa nhóc của tương lai này. Đây, hành trình của hai người bạn nhỏ được kể lại qua một người khác. What the heck, ai đây? Nhưng mà chính nam của chúng ta này. Bắt đầu từ thanh niên này trước à? Cái gì ấy? Cảnh sát à? Ăn trộm à?
ship đi bộ. Hay đấy. À nào, gì à? Có tìm thấy đứa nhóc không? Cái gì ạ? Ơ, bị đón rồi à? Dễ vậy? Như vậy phải cúi đầu các bạn à? Đây, cúi đầu này à? Tức là cái gì à? Con cảnh sát nữa à? In for the day and the hiding play. Can push. Cái gì à? Giật cả mình. À, spike á. Ồ, oh, hay nhỉ. Ship chui ra này. Chuột. Ôi da, what the heck. Ồ, oh, chạy, nhanh. Sao rồi? Nhảy á? Quái cái lúa vậy. Ôi. Ngủ luôn trong thùng rác. Ôi dồi ôi. Quái trưởng. Ây. À, vậy ra đây là cái cách mà hai đứa nhóc bọn em gặp nhau à? Bây giờ chúng ta điều khiển được đứa nhân vật nữ rồi các bạn. Spike à? Chà. À, đúng rồi, vậy đây là cái bối cảnh mà hai đứa nhóc phải gặp nhau. Như vậy đây là khởi đầu của một tình bạn siêu đẹp trong cái tựa game My Mario Earth này. Red Dead Check Boy Hand. Đi nào, nắm tay nó. Đi. Dễ thương kìa. Oh shit, to run. À, đi đến tiệm bánh. Break to switch control tractor. À, when the boy let children can cruise together. À, đi bộ à. Như vậy đứa con trai này có thể đi bộ, còn đứa con gái có thể chạy nhanh nha các bạn. Các bạn có thể switch nhân vật. Rồi. Bánh nha. Ơ, cho đứa con gái mới chứ, ăn hết vậy. Kỳ vậy. Cháu ăn với. Đứa con trai ăn rồi, đứa con gái. Ok, đi nào. À, spike à. À, trèo lên à. Vậy thì cho đứa con gái trèo lên. À, con trai trèo lên đó. Nãy lùn hơn à? Spike. À, hiểu rồi. Đổi nhân vật, đứng vào đây. Đổi nhân vật. Đó. Thế nào? Yay. Đi nào. À, xuống dưới à? Anh nhóc phải dễ thương kìa. Đây là đi chơi xích đua à? Đi, chạy nào. Đây rồi. Cái kiểu hình ảnh và cái âm nhạc này nó khiến chúng ta rất là dễ dàng cảm nhận được câu chuyện của hai đứa nhóc, đúng không nào? Tình bạn rất là đẹp. Tiếc rằng đây chỉ là cái phần nổi của cái câu chuyện này mà thôi. Khi mà sau đó thì hai đứa nhóc này sẽ bị nói chung là thử thách rất là nhiều qua cái bối cảnh chiến tranh mà tựa game này nó xây dựng. Thì có lẽ mình sẽ dừng lại đây nhá. Đó chỉ là một phần gameplay, như là một phần nhỏ trong mình tiết lộ về cái cốt truyện của cái tựa game này thôi. Các bạn thích cảm nhận được cái chiều sâu của nó ấy, thì các bạn hãy download tựa game này về để chơi nhá. Đây là một tựa game có thể nói là rất đáng để trải nghiệm ấy. Đặc biệt là những bạn nào mà thích cái game có cốt truyện hay, có cốt truyện mà nó được xây dựng kỹ lưỡng, thì My Mario Earth là một cái tên các bạn nên thử, được chưa nào? Thì mình đã hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào mọi người.